Tập đoàn Sao Mai có vốn điều lệ 3.365.267.520.000 đồng kinh doanh ra sao? Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai được thành lập ngày 5 tháng 2 năm 1997. Tập đoàn Sao Mai ban đầu chỉ có nhân sự khoảng dưới 50 người. Cổ phiếu của tập đoàn Sao Mai đã chính thức được giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 18 tháng 1 năm 2010. Quý cuối năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai đã ghi nhận doanh thu đạt 3.184,2 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận giảm 63,5%, đạt 65,69 tỷ đồng. Với thế mạnh kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và thủy sản, tập đoàn Sao Mai hiện tại đã đang sở hữu quỹ đất lớn hơn 200 ha, tương đương 1.000 tỷ đồng đã thực hiện xong thủ tục giải tỏa đền bù. Ở mảng thủy sản, các sản phẩm của công ty được xuất khẩu tới hơn 50 khách hàng trên thế giới thông qua công ty cổ phần đầu tư đa quốc gia ID. Tính tới thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp này đã tăng 1,9% so với đầu năm lên 19.442,8 tỷ đồng,